Bí mật động trời giúp tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng vượt qua đại hạn, đổi đời giàu sang trong năm 2023. Vâng, thưa quý vị thân mến, những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng có nhiều ý tưởng sáng kiến, đầu óc luôn biến động, tư duy linh hoạt. Tài năng quan sát này khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục. Bước sang năm 2023, vận trình của những người sinh năm 1978 nữ mạng có nhiều biến động. Nếu biết nắm bắt cơ hội này, nắm bắt được thời cơ thì ăn lộc chung lớn, trả sạch nợ nần sẽ đổi đời giàu sang. Vậy để biết chi tiết hơn về vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng sẽ diễn ra như thế nào, phải làm sao để nắm bắt được vận may này, xin mời quý vị cùng Phong Thủy Phát Tài xem nội dung chi tiết ngay sau đây. Tổng quan về tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng năm 2023 Quý Mão. Nữ mạng năm 1978 tuổi Mậu Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là cứu nội trì mã, tức ngựa trong chuồng. Mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Mệnh hỏa gặp năm 2023, mệnh kim bạch kim, hỏa khắc kim, bình thường. Địa chi ngọ gặp mão, lục phá, không tốt. Thiên can mậu gặp quý, tương hợp, tốt. Sao chiếu mệnh, sao kế đồ hung tinh, chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối. Vận hạn, hạn thiên tinh, hạn thị phi kiện tụng, đề phòng ngộ độc. Vận niên lòng đắc vũ, thái tuế năm 2023, phạm hạn thái tuế, phá thái tuế. Tam tai năm 2023, không phạm hạn tam tai. Tuổi kim lâu năm 2023, phạm hạn kim lâu thân. Trong năm này, bản mệnh không nên tiến hành xây nhà, sửa nhà. Hạn hoàng ốc năm 2023, không phạm hạn hoàng ốc. Nữ tuổi Mậu Ngọ được nhiều người yêu mến bởi sự chính trực, ngay thẳng, sẵn sàng đứng lên bênh vực kẻ yếu và bảo vệ lẽ phải. Không chỉ vậy, người tuổi này còn rất thông minh, nhạy bén, có tính kỷ luật cao, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau nên ít khi phạm phải sai lầm. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh, nữ mạng cần đưa ra quyết định một cách dứt khoát, nhanh chóng để tránh bỏ lỡ cơ hội. Về tổng thể, nữ mạng tuổi Mậu Ngọ không gặp nhiều may mắn trong năm 2023 này. Mọi thứ dù không có biến cố nào quá lớn nhưng cũng không có đột phá như hằng mong. Đã vậy, vận khí khá bấp bênh, có thể sa sút bất cứ lúc nào nếu không có tính toán thận trọng. Mọi thứ phải tự mình nỗ lực đạt được mới vững bền. 1. Về công danh sự nghiệp trong năm 2023. Công danh của nữ mạng Mậu Ngọ trong năm 2023 nhiều thăng trầm khó đoán. Mọi thứ diễn ra đều có thể coi là lý tưởng. Bản mệnh nên hài lòng với tình trạng hiện nay. Trong năm trở nên có sự thay đổi hay mở rộng công việc làm ăn mới, kẻo bản thân chịu nhiều thua thiệt. Áp lực không thể tránh khỏi, nhưng hãy coi như cơ hội để rèn luyện bản thân, biến thách thức trở thành bàn đạp, nâng bản thân lên. Tự tin thể hiện năng lực thì khó khăn nào cũng qua. Các mối quan hệ xã giao không được qua loa xuề xòa, kẻo gặp nhiều phiền nhiễu do tiểu nhân cản quấy, nên học cách nhìn người cẩn thận, hành sự thận trọng. 2. Về tài lộc. Tài lộc của con giáp này trong năm Quý Mão 2023 có dấu hiệu hao tán, chủ yếu là dùng cho công việc làm ăn kinh doanh nhưng chưa có khoản lời lãi thu về. Việc hợp tác trong năm cần được suy xét cẩn thận, lựa chọn đúng người, đúng việc, kẻo tốn tiền vô ích mà chẳng được việc. Ngoài ra, bản mệnh cũng không nên đầu tư tiền bạc hay có sự mở rộng quy mô làm ăn ở thời điểm này, vì năm nay mọi thứ chưa có nhiều khởi sắc như mong muốn. Thậm chí nếu cứ mù quáng mạo hiểm còn dễ gặp bất lợi, thua thiệt, khó thu hồi vốn. 3. Về tình cảm, gia đạo. Ở phương diện tình cảm, gia đạo nhìn chung không phát sinh xung đột nào quá nghiêm trọng, nhưng mâu thuẫn, vụn vặt thường ngày vẫn khó tránh. Những khắc khẩu đơn giản nếu không được xử lý khéo léo và thỏa đáng cũng có thể dẫn đến tranh cãi gay gắt, ảnh hưởng hòa khí gia đình. Chỉ cần bản mệnh tiết chế cảm xúc, học cách chia sẻ nhiều hơn và không cảm thấy áp lực về tinh thần. 4. Về sức khỏe.
Xét tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2023 nữ mạng về phương diện sức khỏe. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh, tình hình sức khỏe không được tốt như mọi năm. Thể trạng có phần giảm sút, lại dễ đau ốm nhiều, thậm chí tai nạn, bệnh tật, gây hao tải tốn của. Do đó bản mệnh nên quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình hơn, tham gia giao thông cũng phải thận trọng, đề phòng sự cố đáng tiếc. Sao chiếu mệnh năm 2023 của tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng. Sao Kế Đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao Kế Đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh Kế Đô chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung sao Kế Đô chiếu mệnh, nam nữ mạng đều xấu cả. Nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà sẽ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Nữ giới cực kỵ sao Kế Đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao Kế Đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu, bị sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng. Kế Đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Vận hạn năm 2023 của tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng. Người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, cần thành tâm cầu đức Phật phổ độ mới qua khỏi. Phụ nữ mang thai hạn chế trèo cao, kẻo té ngã, ăn uống nên đề phòng ngộ độc, e bị trụy thai. Căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên hình, thiên hình phải mắc dạ tai ngục hình. Theo đó thì khi gặp năm có hạn này, đương số dễ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp ra, một dạng tai nạn dễ gặp do hạn tiên tinh gây ra, đó là tai nạn về ban đêm. Chữ dạ tai với ý nghĩa dạ là đêm tối, tai nạn về đêm thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh chủ bệnh về tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt. Nhiều người khác có thể té ngã độ cao, một số người té ngã do trèo leo với tay lấy các đồ vật trên cao. Cách giải hạn thiên tinh như thế nào? Một trong những cách giải hạn thiên tinh được đề cập đến là tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đề phòng kẻ trộm thì bạn nên nuôi chó, tu sửa cửa cổng, tường bao an toàn chắc chắn. Với phụ nữ có thai, đặc biệt không nên trèo cao hay lấy những đồ vật trên cao. Khi cần, hãy nhờ một người nào làm giúp, không được tự mình thực hiện những công việc này. Khi đi lại nên nhẹ nhàng, luôn luôn cẩn trọng, không được để té ngã hay bất kỳ một va chạm nào. Có như vậy, thai nhi mới được khỏe mạnh và phát triển tốt. Với tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ có thai, đều cẩn thận trong việc ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi để phòng ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. Vận niên năm 2023 của tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng. Long đắc vũ là rồng gặp mây, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Trong năm nay, bản mệnh có nhiều công to việc lớn phải làm. Tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở, khó khăn lúc ban đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ, nhưng bản mệnh sẽ gặp quý nhân giúp đỡ,
sau được công thành danh toại. Trong năm này, bản mệnh gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo suy xét trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. Diễn biến tử vi nữ mạng tuổi Mậu Ngọ 1978 theo tháng trong năm 2023. Tháng 1, đầu xuân năm mới, nữ tuổi Mậu Ngọ đón nhận nhiều tin vui, sự nghiệp hanh thông, gia đạo hạnh phúc. Tháng 2, quý bạn có phần lơ là trong công việc, dẫn đến những sai lầm không đáng có. Cần nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của bản thân và làm việc tập trung hơn. Tháng 3, vì tiêu xài quá tay nên tiền bạc trong tháng này không mấy dư giả. Quý bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí cho những thứ vô bổ. Tháng 4, trong gia đình xảy ra một số bất đồng giữa cha mẹ và con cái. Nữ mạng không nên quá nóng giận mà hãy kiên nhẫn, tìm cách thấu hiểu con trẻ. Tháng 5, công việc phát sinh một số vấn đề ngoài dự tính. Quý bạn cần giữ bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân và suy nghĩ giải pháp hợp lý. Tháng 6, mọi phương diện cuộc sống đều ổn định, có thể dành thời gian cho bản thân hoặc đi du lịch cùng gia đình. Tháng 7, sức khỏe không tốt, cần chú ý bồi bổ cơ thể và nghỉ ngơi nhiều hơn. Tháng 8, có kẻ tiểu nhân quấy phá, cần hết sức đề phòng, tránh phạm sai lầm không đáng có. Tháng 9, phương diện tài lộc khá tốt, có thể mạnh dạn mở rộng đầu tư, kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận. Tháng 10, áp lực công việc khiến bản mệnh thường trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Quý bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè thay vì tự mình chịu đựng. Tháng 11, sau một khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, cuối cùng nữ tuổi Mậu Ngọ cũng thu về được những thành tựu xứng đáng. Tháng 12, được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng thuận buồm xuôi gió, gia đạo hài hòa hạnh phúc. Có một việc, nhìn thì tưởng là sướng, nhưng thực chất là tai họa, chỉ kẻ ngu mới lao vào. Kính thưa quý vị thân mến, xưa nay rất nhiều người cho rằng khi đạt được thứ gì đó là vận tốt, khi mất đi thì là vận xui. Nhưng rất nhiều sự tình trong cuộc đời được chưa hẳn đã là tốt, mất chưa hẳn đã là đen đủi. Trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều người lấy góc độ được mất của bản thân để đo lường sự việc là tốt hay xấu. Lại có những người mỗi ngày đều vì được mất một chút lợi nhỏ mà vui hay buồn. Nhưng vì mọi người chỉ thấy là nhìn biểu tượng bên ngoài của sự tình mà không nhìn thấy hết được mức độ thâm sâu của nó. Kỳ thực có những việc xảy ra nhìn tưởng ngon ăn nhưng thực chất lại là tai họa đời người, chỉ có kẻ ngu mới lao đầu vào. Đó là giành giật lấy thứ không phải là của mình. Cái gì của mình thì có đẩy cũng không đi, cái gì không phải của mình thì dù có phí công tranh giành cũng chẳng được. Đây là quy luật bất biến, nhưng nhiều người phải đánh đổi cả đời này mới có thể nhận ra. Những sự cướp đoạt mạo hiểm ấy có thể thất bại, có thể thành công, nhưng chắc chắn kể cả có giành được đi chăng nữa, thì cuối cùng kẻ cướp vẫn là kẻ cướp mà thôi. Thứ cướp được từ tay kẻ khác chẳng bao giờ thuộc về bạn hoàn toàn. Vì biết đâu một ngày nào đó, người khác cũng sẽ cướp được nó từ trên tay của bạn. Đừng nghĩ rằng có thể sống vui vẻ với những gì mình giành giật được. Có chăng chỉ là thỏa mãn lòng hư vinh, đồng thời vuốt ve cái tôi quá lớn mà thôi. Bởi vì người ích kỷ thích giành giật, thường phá hủy chính tương lai của mình. Khi chúng ta có quá nhiều nhu cầu, đối mặt với quá nhiều cám dỗ, sự tham lam và ham muốn ích kỷ sẽ kéo dài vô tận. Mải mê tìm cách thỏa mãn chúng ta cũng sẽ dần chôn vùi đi bản thân mình. Đôi khi không cần phải ép buộc nhau hay tranh đấu. Điều tốt nhất dành cho chúng ta sẽ luôn xuất hiện một cách vô tình. Có một người phụ nữ thường xuyên may mắn gặp được của rơi ngoài đường. Nếu là người đầu tiên nhìn thấy, cô vui vẻ độc chiếm. Nếu là người khác nhặt được, cô và người ta quyết định chia đều. Nhưng nếu là người vô tình đến sau một bước, cô sẽ không ngừng tự trách trong lòng. Tại sao lại xui xẻo thế nhỉ? Hôm nay ra đường sớm hơn một chút, có phải là tốt không? Cho đến một ngày, người bạn thân nhất đã hỏi cô, rốt cuộc cậu tiếc cái gì cơ chứ? Đằng nào thì đó có phải là tiền của cậu rơi mất đâu? Đến khi nghe vậy, người phụ nữ mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng trên đời không phải chuyện gì cũng theo đúng ý mình được. Thứ gì mình không nên nhận thì có tranh đấu đến mấy cũng không trở thành của mình. Chúng ta là những người độc lập,
chúng ta đều có những cá tính riêng biệt và sẵn sàng nỗ lực để đạt được những thứ mình muốn có. Thay vì cố giành giật lấy những điều tốt đẹp của người khác, sao không tự tìm trên con đường của riêng mình và làm những gì mình muốn làm? Từ đó có được những gì mình muốn có, đó mới là cách đúng đắn để theo đuổi giấc mơ. Có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không cần lo được mất, sợ người khác sẽ đến cướp đi. Chúng ta mới sống thanh thản, ổn định và nắm chặt tay trong hạnh phúc của chính mình. Sống trên đời chúng ta luôn giữ trong lòng rất nhiều ràng buộc, rất nhiều mong muốn. Muốn vứt bỏ thì không đủ dũng khí, muốn giữ lại thì càng chất chứa, khắc khoải mãi trong lòng. Chỉ khi nào trái tim ở bên bình an, trong lòng không so đo, tâm trí không ích kỷ, chúng ta mới có thể hưởng thụ những điều tốt đẹp khác ngay lúc này. Quý trọng những gì mình đang có được. Vừa rồi Phong Thủy Phát Tài đã chia sẻ với quý vị về tử vi của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng trong năm 2023. Xin chúc cho con giáp tuổi Mậu Ngọ nữ mạng sẽ nắm bắt được cơ hội của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, quý vị vui lòng để lại thông tin bên dưới phần bình luận. 30 tập chương trình chúng tôi sẽ phản hồi cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi hàng ngày. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, vạn sự thành công. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.